Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Đồng Hới, bên cạnh việc tuần tra kiểm tra, những cán bộ bảo vệ rừng phải thường xuyên thay nhau, túc trực trên những chòi canh giữa nắng nóng oi bức nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sớm các điểm bùng phát lửa. Vào mùa nắng nóng thì trạm cũng đã tổ chức công tác tuyên truyền và vận động nhân dân về cái công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên toàn địa bàn của 4 xã. Và thứ hai nữa là cũng triển khai công tác phòng cháy chữa cháy là về trực các cái chòi canh, kịp thời phát hiện các cái điểm lửa để mà huy động các lực lượng 4 tại chỗ và dập tắt các cái ngọn lửa để mà khỏi gây thiệt hại cho rừng. Rừng ven biển phía nam tỉnh Quảng Bình có diện tích khoảng 20.000 hecta, chủ yếu là trồng cây phi lao nhằm mục đích phòng hộ. Tại khu vực này có nguy cơ cháy rừng rất cao do gần khu dân cư. Người dân xung quanh vùng cát này thì hàng năm thì được cái ban phòng hộ rừng ven biển tuyên truyền cho người dân biết trách nhiệm là bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân, cho nên là chúng tôi cũng đi làm ăn hàng ngày, khi nào mà thấy phát lửa là chúng tôi gấp tốc báo cho đội trực phòng cháy chữa cháy vì chính quyền địa phương để cùng nhau dập tắt, làm thế nào đó bảo vệ được rừng và tài sản của người dân trên rừng này. Hiện nay là bắt đầu vào mùa nắng nóng thì đơn vị đã có nhiều cái văn bản cũng như cái chỉ đạo trực tiếp để cho các trạm bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, rồi đơn vị đã bố trí phương tiện trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới. Hiện nay tỉnh Quảng Bình đang bước vào cao điểm của mùa khô nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Diện tích rừng do đơn vị quản lý xảy ra một số điểm phát lửa nhỏ. Tuy nhiên, nhờ chủ động phát hiện các tình huống và ứng phó kịp thời, các khu vực không để điểm phát lửa lan ra diện rộng, các khu rừng tiên cát được bảo vệ cẩn thận.